Chào bạn, tôi là Đào Xuân Nhất đến từ Forest Center. Ở video này thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách lấy cookie cũng như token full quyền ở trên Facebook để chúng ta có thể sử dụng những cái phần mềm. Thì bước đầu tiên chúng ta cần phải đăng nhập nick Facebook bằng trình duyệt Google Chrome. Thì tôi sẽ tiến hành mở Google Chrome lên, đúng không ạ? Và tôi đã đăng nhập sẵn cái nick Facebook của tôi ở đây rồi. Đấy, thì các bạn tiến hành đăng nhập, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào cái đường dẫn, được cái đường link là forestsoftware.com/cookie, đúng không ạ? Đây, cái đường link này đây. Rồi, tôi sẽ quay trở lại Google Chrome, tôi tiến hành mở một cái cửa sổ mới và tôi paste vào, đúng không ạ? Đấy. Rồi, chúng ta truy cập cái đường dẫn này nhá. Rồi tiếp theo, bước thứ ba thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và sử dụng thôi. Thì ở đây nó có hai cái nút, đúng không ạ? Thì cái đầu tiên các bạn có thể sử dụng đó là cửa hàng Chrome. Nếu như cái cách đầu tiên này không sử dụng được thì các bạn chuyển qua cái bước thứ hai là click vào cái nút này tải về. Thì bây giờ tôi sẽ làm lần lượt, đúng không ạ? Nếu như các bạn làm một trong hai cách này thành công rồi thì các bạn không cần phải làm cái cách còn lại nữa, đúng không ạ? Cái cách đầu tiên thì các bạn click vào cửa hàng Chrome này. Nó sẽ xuất hiện như thế này, thì các bạn click vào thêm vào Chrome thôi. Đấy, thêm vào Chrome. Đấy, và thêm, đúng không ạ? Thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Thì các bạn ghim lại thì nó sẽ xuất hiện ở trên cái thanh tab này. Rồi quay trở lại, đúng không ạ? Các bạn click vào đây. Đây thì nó sẽ xuất hiện cái cookie này và token. Đấy, token thì có hai loại token để chúng ta có thể sử dụng được những cái phần mềm làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ gỡ, đúng không ạ? Gỡ cái ứng dụng này, cái tiện ích này. Gỡ. Click vào đây để gỡ, đúng không ạ? Remove. Rồi, gỡ đi. Rồi cái cách thứ hai, các bạn quay trở lại cái trang forestsoftware.com/cookie. Rồi các bạn click vào cái nút tải file cookie này, tải về, đúng không ạ? Thì ngay lập tức nó tải về ở đây. Chúng ta sẽ mở và giải nén, đúng không ạ? Mở và giải nén này. Rồi, extract, đúng không ạ? Extract here hoặc là extract to get token. Đó, thì ở đây tôi sẽ click vào extract here nhé. Rồi nó sẽ xuất hiện cái file như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại, đúng không ạ? Quay trở lại cái này, chúng ta click vào đây, đúng không ạ? Rồi chúng ta click vào cái phần 3 chấm này. Rồi click vào mua more tool, đúng không ạ? Và click vào extension. Rồi chúng ta mở cái file lúc đấy chúng ta giải nén, chúng ta thả vào đây. Đây thì ngay lập tức cái ứng dụng của ta đã được cài rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể ghim lại. Và chúng ta click vào cái biểu tượng tiện ích này thì nó cũng lấy được cookie với token cho chúng ta. Cái công việc của chúng ta là copy và sử dụng cho nó phù hợp thôi. Rồi bây giờ đấy là cái cách kéo thả, đúng không ạ? Còn một cách nữa thì tôi sẽ tiếp tục remove đi. Rồi các bạn click vào đây, đúng không ạ? Không cần phải kéo thả, cũng click vào more tool, click vào extension và ở đây có cái up file lên này. Đây các bạn click vào đây và quay trở lại cái phần chúng ta giải nén đấy, đúng không ạ? Chúng ta click đấy thì nó cũng cài đặt cho chúng ta rồi. Và đấy là cái cách mà chúng ta có thể lấy được cookie cũng như là token, đúng không ạ, ở trên Facebook để chúng ta có thể sử dụng những cái phần mềm này, cookie đây và token đây, đúng không ạ? Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.